Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với bộ truyện xuyên không Tuyệt Sắc Đạo Nữ. Điều nói rằng Ngô Hoàng có thể xem là vô địch về thể chất, kết hợp đầy đủ các thể loại tu chân, dị giới, cổ trang và thú nương nóng bỏng. Nam chính của chúng ta là một thanh niên trẻ tuổi may mắn đang tìm kiếm một cuốn sách tham khảo về con người và động vật. Không ngờ rằng, cậu ta đã mua được một cuốn sách thú nương cửu châu bản mới nhất ngay lập tức. Cậu ta thanh toán tiền và vội về nhà để thưởng thức. Sau khi ngồi ngay ngắn trên ghế, cậu ta mở sách ra và một loạt hình ảnh 3D của các em gái hiện lên, khiến cậu ta hưng phấn đến chảy máu mũi. Đây là thế giới thần tiên, cánh tay của cậu ta như kỳ lân trong truyền thuyết. Một cách bất ngờ, từ trong quyển sách, vô số bàn tay xuất hiện và kéo cậu ta vào trong. Khi tỉnh dậy, cậu ta đã ở trong một thế giới khác, xuyên si không. Cả linh hồn và cơ thể của cậu ta đã chuyển đến thế giới này, hợp thể với nhau. Ký ức của hai người này đã hòa quyện vào nhau. Thế giới này là nơi nguyên phú mượn cơ thể của Lâm Tuy để hấp thu linh khí thiên địa. Tuy nhiên, cậu ta không thể mua được nguyên thú để tu luyện. Hàng ngày, cậu ta chỉ có thể trèo tường và ngắm nhìn mà thôi. Cậu ta nghèo đến mức đáng thương phải đi làm thêm 20 năm mới có thể mua được một con vua hào bỏng. Lâm Hân đã vô tình đụng phải con trai của chủ tịch đang âm mưu cho bạn nữ uống thuốc. Rồi, cậu ta bị phát hiện và bị con trai của chủ tịch ra lệnh bắt giữ. Nhưng Lâm Hân đã cắt đuôi được bọn họ và chạy ra ngoại thành. Tuy nhiên, không may cậu ta trượt chân và đập đầu vào tảng đá lìa chân. Lâm Hân hồi tưởng lại và không khỏi xót thương trong người khi nhớ về số phận khốn khó đã định sẵn cho mình. Sống thì bất lực, chết thì khó coi. Đột nhiên, một gương mặt ma quái xuất hiện trước mặt Lâm Hân, khiến cậu ta giật mình và đẩy cửa mạnh mẽ. Ngươi đang đóng phim kinh dị à? Làm sao ngươi đưa ta đến đây?" Lâm Hân nói trong lúc đó, thuộc hạ của con trai thành chủ cũng đuổi theo và cố gắng tránh xa nhưng vẫn bị bọn họ bám theo như chó. Bây giờ Lâm Hân không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý ký kết khế ước với ta. Ngươi có thể mượn sức mạnh của phú nương để xử lý chúng." Nhìn lũ người đó sắp đuổi đến rồi, gương mặt ma quái nói, cố gắng dụ dỗ Lâm Hân. "Vậy ký khế ước đi, ta không còn thời gian." Lâm Hân trả lời, không còn lựa chọn nào khác, làm sao để ký khế ước? Gần đây rất đơn giản chỉ cần ấn tay lên đây là được gương mặt ma quái trả lời nghe xong lâm hân lập tức ấn tay mạnh vào quyển sách khiến nó phát ra âm thanh hài lòng kim mô trí người đã ký khế ước và nhận được sự xác nhận của tiên cực thánh thể quy trình ký khế ước bắt đầu trong khi lâm hân đang đăng ký khế ước với quyển sách đám người kia đã áp sát phi diều nhanh lên ta sắp chết rồi lâm hân hối hả khế ước hoàn thành cửa khóa của thú nương được mở ra đầu tiên chúc mừng ngươi đã mở được thú nương thái cổ hỗn độn chân hỏa phượng hoàng gương mặt ma quái nói trong lúc đó một ngọn lửa phóng ra từ quyển sách chặn lại những chiếc dìu và biến thành một cô gái nóng bỏng với thân hình hoàn hảo cực phẩm vóc dáng ngoại hình số đo ba vòng đều hoàn mỹ nếu anh em sở hữu một em thì sẽ làm gì thấy cơ khả đám người đó vô cùng ngạc nhiên đây là nguyên thú hình người sao nghe nói rất cao cấp thiết nghỉ một tên nhảy nhép như lâm hân đâu dễ có được chắc là ăn trộm rồi có vẻ nó vẫn chưa được chăm sóc tốt bắt về hiến cho thiếu gia chăm sóc lại vừa mới được triệu hồi mà rồi mũi đã vo ve xung quanh cơ khả hòa khí sung thiên nướng chín mấy con lâm hân vô cùng ngạc nhiên tùy tiện một cái đã diệt được hai tên ngô hoàng nhô ra cuối cùng cũng tìm được ngài cơ khả bất ngờ áp sát người lâm hân khiến cậu ta ngại ngùng lùi về sau hãy giải quyết tên đó trước đi nếu không hắn sẽ gọi thêm người mặc kệ lời nói của lâm hân cơ khả bây giờ chỉ muốn được thịt cậu ta xin cô hoàng hãy yêu thương ta cơ khả từ từ cởi quần của cậu ta ra ngô hoàng chúng ta làm việc chính trước đi không ngờ vị thú nương này lại tà dâm tới vậy khiến lâm hân đỏ mặt cô nói rõ ràng trước đã đừng gặp mặt là cởi quần người ta chứ thấy cậu ta nhiều lời cơ khải liền lấy bình sữa bịt miệng lại chiêu này quá hiệu quả lâm hân câm nín ngay lập tức ngài là yêu hoàng chuyển thế còn ta là phi tử của ngài hiện tại yêu tộc lâm nguy cần người chủ trì đại cục để đông đúc lớn mạnh lâm hân vẫn chưa hiểu rõ vấn đề liền nhảy ra sau miệng lớp bác hỏi tôi chỉ là một người bình thường sao trở thành yêu hoàng rồi ngài có thể mở cuốn sách đó ra là minh chứng tốt nhất trong thiên hạ chỉ có yêu hoàng mới có thể mở thú lương cửu châu tập cơ khả tỏ vẻ đáng thương với lâm hân chẳng lẽ ta không đáng để ngô hoàng sủng ái hạnh sao nhìn dáng vẻ và lời nói gợi cảm của cơ khả trong đầu lâm hân đã nảy sinh hai nhân cách thiên thần và ác quỷ một bên cậu ta bình tĩnh không được ham muốn tùy tiện một bên người ta chủ động như vậy rồi dại gì khước từ nhưng trong việc này thì chính khó có thể diễn đạt tới đâu được sự đồng ý của lâm hân cơ khả lập tức lao tới đẩy cậu ta xuống đất được mỹ nữ ngồi trên người khiến cậu ta bay luôn vẻ nam tính e thẹn cậu ta bảo cơ khả hãy nhẹ nhàng một chút đây là lần đầu của ta đó chính vào lúc quan trọng đạn pháo đã lên nòng thì quyển sách vội thu hồi cơ khả lại làm lâm hân tức đến xì khói nắm quyển sách trong tay đánh bốp bốp vào mông nó. Ta đã chuẩn bị xong hết rồi, mà ngươi lại chui ra phá đám nó, lớn tiếng giải thích. Ngươi biết bây giờ ngồi hỏa tiễn với cô ta sẽ có kết cục gì không? Bỏ ngón tay xuống, mau sắp chọc thủng rồi này. Nguồn gốc sức mạnh của thế giới này gọi là cực nhân tộc, mượn khế ước nguyên thú hấp thụ cực của trời đất chuyển hóa thành chân khí mà tiên cực thánh thể của ngươi không cần nguyên thú làm trung gian, tự động hấp thu cực mọi lúc mọi nơi. Ngoài ra, còn có thể thông qua sủng hạnh đem cực chuyển vào thú nuôi. Như ngươi đến nơi này, nguồn tồn kho gần như bằng không cơ khả thân là khởi tố yêu tộc của nguyên thú nhu cầu về cực vượt xa tốc độ hấp thu hiện giờ của người cưỡng chế lên xe như vậy kết quả chính là kiệt sức mà chết nghe sách nhỏ giải thích xong thì lâm hân sợ mất mật chẳng lẽ đây là công pháp trong truyền thuyết lấy dương bổ âm lâm hân lập tức quay ra trách quyển sách tại sao việc quan trọng như vậy bây giờ mới nói xem chút hại ta chết khô rồi lâm hân tức giận cầm sách lên vừa đập vừa hỏi cái gì là yêu tộc còn nữa ngươi là ai lập tức đem những thứ ngươi biết nói hết cho ta sách nhỏ không chịu được sự tra tấn của lâm hân mà đau khổ giải thích mùa đông năm đó. Yêu hoàng rời khỏi thế gian, nhân tộc và ma tộc liên kết tập kích yêu thành vô số yêu tộc, bị đổ sát để bảo vệ huyết mạch của yêu tộc. Yêu hậu phong ấn 15 vị thú nương mạnh nhất vào trong cơ thể của ta, sau đó mở thông đạo thứ nguyên đưa ta đến trái đất. Sứ mệnh của ta là chờ yêu hoàng trùng sinh, cùng sinh con đẻ cái với 15 vị thú nương, xây dựng lại yêu giới. Nghe đến đây, Lâm Hân cảm thán, yêu hoàng này thật ra chính là một con đực giống. Thấy cậu ta bi quan như vậy, sách nhỏ bắt đầu khuyên nhủ năm vị thú, nâng đều được lựa chọn rất kỹ mỗi vị thú nương đều là trải nghiệm hoàn toàn mới không chỉ có gà hồ ly thỏ còn có hổ gấu và thần lằn trời ơi ai mà muốn làm chuyện đó với thằng làng chứ cũng có vẻ hấp dẫn nhưng lâm hân vẫn từ chối hai tộc nhân ma đều xem yêu tộc là mối họa lớn yêu hoàng ta vừa mới nhú chắc chắn sẽ bị chém chết quá nguy hiểm ta từ chối lên xe với thú nương nhưng giờ cậu ta quá trẻ chẳng khác gì cá nằm trên thớt không có cơ hội từ chối khế ước đã ký nếu không phối hợp các thú nương sẽ chia nhau ăn sạch cậu đáng sợ đến mức suy nghĩ đã thế nếu bây giờ không phối hợp cái chết chắc chắn sẽ theo ý của cậu ta hắn biết rằng có cơ hội sống và còn được vui vẻ với mấy em gái cùng với cô nàng cơ khả mạnh mẽ như vậy sẽ bảo vệ cậu ta không để mất sợi tóc nào dù đêm nào cũng phải vất vả một chút he he sau khi thỏa thuận xong lâm hân liền hỏi ngươi rằng tại sao cậu ta không có bất kỳ cảm giác nào sắp tới lúc đánh nhau cậu ta sẽ biết lâm hân khó hiểu gì đột nhiên một thanh kiếm phi đến gãi đầu của cậu ta suýt chút nữa đã lấy đi cặp dụng của cậu ta quả nhiên tên hạ nhân chạy thoát đã giúp mọi người tới tên này là con trai thành chủ lưu đại điêu và nguyên thú a hổ sách nhỏ bảo một mình lâm hân lên đối chiến với nhóm người đã điêu đây chẳng khác nào làm khó lâm hơn vì từ trước đến nay cậu ta chưa từng thắng ai cả không để cho lâm hân có cơ hội chuẩn bị đã đưa ra lệnh cho a hổ lao tới tấn công không có kinh nghiệm chiến đấu lâm hân chỉ nhắm mắt đánh bừa một quyền thế mà khiến a hổ bay xa trăm mét một lượt bốn cây cổ thụ đỗ ngã giam gấp đến cậu ta cũng không tin vào chính mình đây là sức mạnh của cực sao mới hấp thụ trong một canh giờ mà đã có uy lực như vậy Bất ngờ, những con rắn từ đâu lao đến quấn lấy tứ chi của Lâm Hân. Nếu không đánh một đánh một, thì chơi hội đồng tứ tinh linh xà đã bị tạo ra bởi bốn đại cao thủ để khống chế chuyển động của cậu ta sau khi thành công trong việc khống chế đại điêu. Khi A Hổ và cậu ta cùng lao tới, một tiếng gọi lớn từ sau lưng hắn đã khiến hắn hoảng loạn, trượt chân và ngã xuống nước. Con gái của Đường Chủ Võ Tâm, Trình Liễu, cũng là bạn học của đại điêu và nữ thần trong lòng Lâm Hân, đã đi theo cậu ta vì nhìn thấy đại điêu rời khỏi thành mà biết hắn thường gây chuyện. Trình Liễu đã đến và hỏi cậu ta tại sao lại ức hiếp bạn học và ngăn chặn Miễu Miễu và A Hồ. Cậu ta đã phản bác, nhưng khi thấy Miễu Miễu và A Hồ không có hành động thì hắn đã ngoan như cún và không dám ra tay. Trình Liễu nói rằng nếu hắn lại ngụy biện và nói với cha mình, Miễu Miễu sẽ báo cáo với cha và hắn sẽ phải quỳ xuống xin lỗi và không dám làm nữa. Cậu ta đã sợ và hai chân lạnh toát, biết rằng ông cha đáng sợ của mình sẽ đánh hắn. Lúc này, Miễu Miễu mới để ý tới Lâm Hân và nhận ra rằng cậu ta không phải bạn học của họ, sau đó chỉ mắng hắn miễu miễu cho biết rằng cậu ta chỉ là một tên thường dân và đương nhiên không phải bạn học của họ lâm hân này ra ý tưởng tạo ấn tượng tốt với con gái của đường chủ võ tâm thông qua cô ấy để được tiến vào võ tâm đường và học các loại công pháp để nâng cao bản thân cậu ta đã bắt đầu khiêu khích đại điêu bởi vì hắn biết rằng hắn không đánh lại được hắn và muốn dẫn người đến để ỷ đông nghe vậy đại điêu nổi giận và cùng a hổ xông lên kết hợp với tứ tinh xả trận đến cả cao thủ linh nguyên cảnh cũng không thể đánh bại tôi dám khiêu khích tôi trước khi tôi giết anh ta sau đó anh ta sẽ đổ tội cho sự yếu đuối của mình khi không thể đối đầu với quyền đánh của tôi trận đấu linh xà chỉ giữ chân được lâm hân nhưng chỉ là một trò trẻ con anh ta chỉ vung tay vung chân một chút là đám thủ hạ đã bị hạ gục một cách dễ dàng lâm hân đã nhảy đến trước mặt đại điêu túm đầu hắn và đập hai mặt vào nhau khiến răng và môi lẫn lộn nhìn thấy lâm hân thể hiện miễu miễu hai mắt phát sáng và nhặt được bảo vật sau một lúc theo kế hoạch của lâm hân nhiễu liễu về nhà và khoe với cha rằng lâm hân chưa từng học bất kỳ công pháp nào chỉ dựa vào sức mạnh bẩm sinh để đánh bại lưu đại điêu và ao cha cha hãy nhận lâm hân làm đệ tử đi người này là trình phong đường chủ của vỏ tâm đường nghe con gái nói vậy ông cũng bán tính bán nghi tuy đại điêu thật sự không đứng đắn nhưng cũng là con trai thành chủ không thể dễ dàng bị bại như vậy phải xem tận mắt ông ta mới tin hắn ở đâu con dẫn tôi đi xem thử rồi quyết định sau ở đâu đó lâm hân đang ngồi cười như một thằng ất ơ đợi tin từ miễu miễu tự mình khoác lên mình vẻ ngoài của tiên cực thánh thể tôi học thêm vài công pháp nữa chắc chắn có thể mở ra một sự nghiệp vĩ đại ha ha sau khi thú nương được mở khóa sức mạnh bị ràng buộc bởi cuốn sách nhỏ giảm đi một nửa không thể kìm được nữa tôi thả cơ thể ra như một thói quen khả ngồi lên người lâm hân nũng nịu ngô hoàng bây giờ liệu lâm hân có thể thả hạnh ra được không lâm hân vô vọng hỏi sách nhỏ sao lại thả cô ta ra nhỏ kiệt sức nói ta đã cố gắng hết sức rồi càng dồi dào sức hấp dẫn đối với cô ta càng mãnh liệt ta chỉ là một cuốn sách mà thôi không thể khóa chặt hoàn toàn nhỏ đau đớn căn dặn người tuyệt đối phải giữ thân năng lượng tích lũy được đến bây giờ còn không đủ cho cô ta nhưng chiếc cám rổ như thế này nói kìm chế lại ai mà làm được chứ cơ cả hỏi lâm hân có thích bộ y phục mát mẻ của mình không ta thích thích lắm nghe vậy cơ khả liền dùng hai bình sữa của mình tấn công cậu ta mau cho nô ra một phần thưởng yêu thương đi lâm hân vừa sung sướng đến chảy máu mũi vừa sợ miễu miễu có thể đến bất ngờ thì mọi chuyện thành công khóc phải nhanh chóng tìm cách đem hết cực trong cơ thể giải phóng ra ngoài không thôi sẽ bị cô ấy hút đến chết khô mất bỏng một giọng nói của thiên thần cứu thế truyền xuống thành chủ cuộn sơn dương lưu thiết trụ ta đến đây tên xúc sinh đánh con trai ta bị thương mau lăn ra đây cho ta thấy thành chủ đến những học sinh võ tâm đường bắt đầu bàn tán lưu đại điêu ở đạo đường chúng ta cũng là một tay hạo nhất hạng nhì ai có thể đánh hắn nước mắt nước mũi tùng lung vậy nghe những lời vừa rồi thành chủ càng nổi máu điên đúng lúc trình phong cũng vừa đến lưu thành chủ đây là đạo đường xin người chú ý hình tượng thiết trụ liền chút giận lên người ông ông ta tiểu từ đó dám đánh con trai ta bị thương cho dù là thiên vương tới lão tử cũng phải để hắn chết lúc này trong phòng lâm hân đang phát ra tiếng la quàng quạc bỏ ra và đừng kéo quần ta nữa khiến mọi người bên ngoài đỏ mặt xấu hổ kẻ thù tìm đến cửa nhưng vẫn có tâm trạng làm chuyện đó lưu thiết trụ thấy cảnh này liền giả vờ không dám nhìn và không làm vấy bẩn đôi mắt của ta ông ta lấy cớ trừng trị những hành động suy đồi để ra tay ném một nguyên thú về phía lâm hân trình phong định cản lại nhưng đã không kịp nguyên thú bốn sao dù cho lâm hân có mạnh nhưng thành chủ đang là tu vi thiên nguyên cảnh vẫn mạnh hơn cậu ta rất nhiều cha mau giúp đỡ cậu ta đi đường chủ chưa vội ra tay Ông ta còn muốn xem hạt giống này có sức sống mãnh liệt tới đâu. Chỉ cần thành chủ không dùng đến chiêu thiên, chỉ cần phá là được. Chiêu đó mạnh như vũ bảo, nhanh như sấm chớp. Một khi phát động, không ai né được. Y như rằng thành chủ đã dùng chiêu tất sát, đó chết dưới chiêu này là vinh hạnh của ngươi. Đường chủ liền lao ra ngăn cản thiết trụ. Lâm Hân thấy đối phương sử dụng kỹ năng tốc độ cực nhanh, sợ cơ khả bị thương, liền đẩy cô ấy ra tự mình đối đầu trực diện. Đôi mắt cậu ta sáng lên đầy vẻ quyết tâm, giải phóng toàn bộ năng lực đấm. Một đấm toàn lực. Kết quả. Lâm Hân bị đánh bay ra xa. Lần đầu tiên đánh với người trẻ tuổi mà mạnh như vậy, khiến Thiết Trụ hưng phấn. Tiểu tử này đấu trực diện với ta lại có thể khiến ta lùi ba bước. Đáng tiếc, ngươi đánh con trai ta chỉ có thể đi đến đây thôi. Nhưng không ngờ đến, Lâm Hân ngoài chảy chút máu thì không có vết thương gì nghiêm trọng. Hai cô gái lo lắng trỗi dậy khi Lâm Hân chạy lại, cô khả vội vàng ôm lấy cậu ta. Ngài đe dọa giết tôi và trong tình cảnh đó, cậu ta không còn phát cầu lương cho những người xung quanh Trịnh Phong, như tìm thấy ánh sáng cuộc đời lần đầu tiên. Trịnh Phong thấy một người bình thường trực diện chịu một chiêu thiên trì phá mà vẫn toàn thấy và có thể bay nhảy tung tăng ve vãn tán tỉnh người yêu thể diện nhất, Sơn Dương quận. Tuy nhiên, cậu ta lại bị Lâm Hân ngó lơ sau đòn tức sát, ông ta tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cậu ta đột nhiên thay đổi thái độ, lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng. Đúng là một thiên tài, khiến mọi người bất ngờ bật ngửa. Trở thành chủ, ông ta nhảy tới và khoác vai Lâm Hân, nói từ nay về sau, ngươi học ở đạo đường này đi tiền học phí. Tôi lo hết đại điêu không cam tâm, cha không thể bỏ qua cho hắn được, con bị đánh một trận ủng công rồi sao? ông ta nghe vậy liền cho thằng con mình một đá sau đó trở thành chủ tạm biệt mọi người dặn dò đường chủ dạy dỗ lâm hân cho tốt tôi thấy lưu thiết trụ đi xa miếu mới hỏi cha tại sao ông ta lại tha cho lâm hân ông ta biết rất rõ trong lúc mấu chốt này sự xuất hiện của lâm hân sẽ đem lại lợi ích to lớn cho sơn dương quận cơ khả vẫn muốn được sủng hạnh nhưng giờ trong cơ thể lâm hân đã không còn cực khiến cô ta hy vọng ngô hoàng chưa bắt đầu mà đã không được rồi sao thật là nô gia còn chưa hưởng thụ được gì lời nói của cơ khải như vết dao đâm vào trái tim bé nhỏ của lâm hân Cô đừng lăng mạ tôi, đến tối tại sảnh bên thư phòng, mục đích của thành chủ giữ ngươi lại là gì? Ngươi có biết không? Sau khi ấp úng một lúc sau, Lâm Hân trả lời qua loa, chẳng lẽ ông ta thích tôi sao? Sao không phải ông ta từng nói ngoài tôi ra, thì chẳng thể thích ai được nữa hả? Ông nói cái gì thế? Chẳng lẽ là không? Tôi nhất thời lỡ nói nhầm, đừng để ý, Lâm Hân lắng nghe Lưu Thiết chủ muốn anh tham gia võ quyết, mỗi 3 năm tổ chức một lần bởi 6 quận của Thương Sơn phủ. Trong đó, quận Sơn Dương là quận ít dân nhất, vì vậy họ luôn về nhất. Nhưng cách đây không lâu, Lâm Hân đã được tìm thấy và có thể thể hiện sức mạnh của mình. Ba người sẽ đại diện quận và nếu chiến thắng, họ sẽ mang lại niềm tự hào cho người dân. Tuy nhiên, tuổi trẻ thời đại này không dễ bị lừa bởi danh vọng. Lâm Hân vào chủ đề chính và hỏi, "Nếu tôi thắng, tôi được lợi ích gì?" Trình Phong không ngờ rằng Lâm Hân lại đòi lợi ích ngay từ bây giờ. Anh ta nói rằng sẽ bàn bạc với thành chủ và trả lời sau khi trận đấu kết thúc. Lâm Hân tức giận nói với Sách Nhỏ, "Cậu muốn tôi bán mạng cho bọn chúng à?" "Mơ đi, Sách Nhỏ động viên anh tham gia để nâng cao tu vi." Lâm Hân không hứng thú và trả lời, tôi sẽ nâng cao tu vi nhanh chóng để phục vụ sự nghiệp phục hưng yêu tộc. Các người à, quên đi cưng. Sách nhỏ nghe vậy thay thế và cố gắng tán cho Lâm Hân. Anh ta cắm đầu và đi vào phòng tắm của Miễu Miễu, nơi có sương khói mờ ảo. Một mỹ nhân tuyệt đẹp xuất hiện trước mắt, góc chụp từ dưới lên, thật tuyệt vời. Hiểu lầm thôi là có một cuốn sách đánh ta vào đây, tính tình của nó trắng quá ôi, không phải tính tình của nó rất hung dữ, ừ, rất hung dữ luôn. Miểu Miểu nói không ngờ trông ngươi thật thà như vậy, mà lại vô liêm sỉ, tiểu ngũ, bắt lấy tên biến thái này liền bắn ra một viên đạn băng lúc này lâm hân nói cơ khả tìm một nơi nào đó trốn trước đi cũng ra tay tàn nhẫn quá rồi đó cũng may cơ khả là thuộc tính hỏa nếu không thì bị lạnh chết rồi cơ khả nói nếu ngài có lạnh thì cơ khả bằng lòng dùng hành động để sưởi ấm cho ngài ha ha bây giờ ta đã rất ấm rồi lâm hân chạy đi miễu miễu nói tên biến thái đừng có chạy cơ khả trách miễu miễu quá nhỏ nhen chỉ nhìn có một cái thôi mà cũng không cho chỉ cần vua của ta muốn nhìn thì nô ra tuyệt đối thỏa mãn bất kỳ yêu cầu nào của ngài cơ khả xoay người lại lâm hân nói bây giờ thực sự không phải là lúc nói chuyện này đâu lạnh chết ta rồi cơ khả nói đây là lần thứ hai vua của ta cứu ta ngoại trừ lấy thân báo đáp thì nô ra còn có thể làm sao báo đáp ân tình này của ngài đây miễu miễu nghĩ rằng mình bị ma che mờ mắt rồi bây giờ ta sẽ sửa chữa lại lỗi lầm của bản thân đạn hơi lạnh bị lâm hân đánh trả hơi lạnh kết thành lớp băng làm cho miễu miễu té ngã và rơi luôn chiếc khăn tắm lúc này trong mắt của lâm hân xuất hiện rất nhiều bông hoa miễu miễu nói ngươi nhìn thấy hết rồi lâm hân đáp ta không có nhìn thấy cái gì hết đó chuyện tới nước này thì ta cũng không muốn che giấu nữa thực ra ta là một người mù mắt đuôi ngươi nói dối tiểu ngũ chúng ta cùng nhau xong lên trình miễu miễu là thuộc tính nước sao nếu kết hợp với con bạch tục chỉ biết phát động công băng giá làm không ổn thỏa thì sẽ gây ra án mạng đó lúc này cha của miễu miễu xuất hiện và nói dừng tay các ngươi đang làm cái gì vậy hả muốn phá banh võ tâm đường sao miễu miễu nói cha cái tên lâm hân này là tên biến thái đó không thể giữ hắn lại ta đã chứng kiến quá trình rồi con yên tâm cha nhất định sẽ đòi lại công đạo cho con con quay về phòng bận y phục trước đi lâm hân ngươi còn gì muốn nói không lâm hân câm nín và nói thầm trong lòng nếu đã bị ông nhìn thấy rồi vậy thì ta nói chưa dứt câu thì lâm hân nghiệm ra ông ta đều đã chứng kiến nguyên cả quá trình rồi cũng chính là nói ông ta vẫn luôn ở trên mái nhà coi kịch sao ông ta chính là muốn dùng chuyện này để gây khó dễ mình đúng là bái phục ông luôn đó chuyển cảnh võ tâm đường phòng hội nghị trải qua một đêm hết lòng khuyên bảo lâm hân đã hiểu rõ lỗi lầm của bản thân một cách sâu sắc bằng lòng đại điện cho quận của ta tham gia cuộc thi lục quận đó cách kỳ thi vẫn còn thời gian một tháng trình miểu miểu sau sự việc thì đã tỉnh ngộ ra hai ngươi nhất định phải luyện tập đàng hoang cố gắng nâng cao thực lực lâm hân hỏi đúng rồi không phải ông nói cần ba người lập thành một đội sao người thứ ba là ai người đó không phải đã đến rồi sao đại điêu lên tiếng tiểu tử tuy ngươi may mắn nhặt về cái mạng nhưng gia nhập vào đội của ta thì không còn may mắn như vậy nữa đâu thân là đội trưởng ta sẽ huấn luyện cho ngươi vô cùng tàn nhẫn trình phong nói đại điêu đội trưởng của năm nay sẽ để lâm hân đảm nhiệm bây giờ thì lâm hân khoái chí đại điêu đáp ba năm trước đều là con làm đội trưởng dựa vào gì mà năm nay để hắn làm chứ có tin con đi tìm cha con nói chuyện này không trình phong đáp đừng có quên hôm qua cha của con đã đánh con lên tận trời xanh vì ai đấy thành chủ chắc cũng sẽ ủng hộ ta thôi miễu miễu cũng không ưa gì tên đại điêu này liên tiếp thua ba năm còn có mặt mũi nói bản thân là đội trưởng đồng ý thì ở lại không đồng ý thì cút xéo ha 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 ta chỉ là tùy tiện hỏi lại một câu thôi đồng ý thì nhất định là đồng ý rồi lâm hân ta không sao vẫn là để hắn làm đội trưởng đi ngươi câm cái miệng lại đi nếu năm nay vẫn còn mất mặt trước nhiều người thì ngươi cũng chuẩn bị tâm lý lấy cái chết tạ tội đi miễu miễu tức giận rời đi tiểu tử ngươi đắc tội mụi ấy ở chỗ nào vậy à chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi, tối qua lúc cô ta tắm rửa thì bị ta nhìn thấy hết rồi, khi chiến đấu thì phải cần chuẩn bị đầy đủ binh mã và lương thực. Các ngươi ra ngoài thành hái dược thảo ở Đại Hùng Sơn đi, chuẩn bị luyện chế một số đạn dược, cũng tính là làm quen mọi người. Chuyển cảnh, Đại Hùng Sơn. Miểu Miểu, ta nghe nói gần đây là thời gian Thiết Bối Hùng xuất hiện, Nhưng muội yên tâm, ta sẽ bảo vệ muội, tối qua a hổ của ta đã nâng lên tam tinh rồi đó. Tiểu tử hai người bọn ta sẽ hái thuốc ở đây, ngươi đi qua bên kia đi. Không ngờ đường đường là Lưu Đại Điều mà lại làm chó liếm chân của Trình Miểu Miểu đúng là tội nghiệp, sách mặt quỷ hỏi Lâm Hân, có muốn luyện thử thuốc đại bổ đặc chế của hoàng gia không? Bây giờ là đang trong lúc chuẩn bị của ngươi, thử thuốc này vào thì có lợi ích rất lớn Lâm Hân đáp, được cần thảo dược gì? Để ta đi tìm, Đại Hùng Sơn không hổ danh là nơi có linh khí dồi dào, các loại thảo dược quý hiếm đều có thể tìm thấy. Vận khí luyện hóa, từ từ đem linh khí sản sinh sau khi dung hòa thảo dược hấp thụ vào trong cơ thể, ừ, sao vậy? Nóng quá, lòng ngực nóng quá, tiêu rồi ta thất sách rồi, khi ngươi đang hấp thụ linh khí của thảo dược, cơ thể cũng đang hấp thụ linh khí của trời đất hấp thụ hai luồng năng lượng cơ thể nhất thời không chịu được quá nhiều năng lượng như vậy nhất định là sẽ không chống cự nổi lâm hân trách ngươi cũng biết quá hại người rồi đó mau nghĩ cách đi ta sắp nổ tung rồi chuyện tới nước này chỉ có thể dùng cách đó thôi cơ khả đây là lúc thích hợp rồi cơ khả như một con sói thành khác lâu ngày lao tới lâm hân xin ngày nhẹ nhàng một chút nô gia đã đợi ngày này mấy ngàn năm rồi cuối cùng cũng viên mãn sao mang hỏa long này vẫn chưa được luyện hóa lẽ nào là bởi vì vỏ ngoài cơ khả lột quần lâm hân ra quả nhiên dung hòa bắn lên trời một ánh hào quang bên này miễu miễu phát hiện lâm hân là đào được thảo dược quý hiếm gì sao không ngờ ngay cả hào quang cũng xuất hiện rồi ta qua đó xem thử mà động tĩnh lớn như vậy sẽ thu hút hung thú thì nguy hiểm lắm ở bên này lâm hân sau cơn cực khoái thì cũng tỉnh dậy y phục của ta đâu cơ khả đáp vua của ta y phục của ngài ở chỗ của ta nè lâm hân chạy tới sao y phục của cô lại biến mất rồi đáng ghét quá đi ngài đúng là biết giả bộ ngốc mà y phục của nô ra không phải đã bị ngài xé vụ một cách thô bạo rồi sao sách mặt quỷ nói chu cha sức khỏe của nhóc con này được đấy lần đầu tiên tu luyện thì đã kết thúc trong mơ hồ như vậy rồi sao được rồi mau chóng di chuyển đi mới nãy hai người gây ra động tĩnh lớn như vậy rất dễ thu hút người khác kéo tới bị nhìn thấy thì không hay đâu cơ khả đứng dậy dáng vẻ lắc lư bước đi nhưng đã bị chuột sút lâm hân hỏi cô sao vậy đáng ghét ngài biết rõ mà còn hỏi nửa đợi nô ra hồi phục lại thì lần sau nhất định sẽ khiến ngài đứng không nổi luôn giờ thì nô ra đi nghỉ ngơi trước cơ khả biến thành ngọc bội lâm hân bất ngờ hỏi sách mặt quỷ nói không cần bất ngờ ngươi đã tính là lý kết khế ước với cô ta rồi sau này có thể dùng ngọc bội nguyên thú triệu hồi cô ta ra giống như lưu thiết trụ vậy lần này cơ khả xém tí không chịu được nhưng nhận lại lợi ích rất là lớn bất ngờ lân hân nhảy xuống có người tới có khi nào là trình miểu miểu bọn họ không nhưng không phải là bọn họ người ở trên đến gần nhưng không thấy ai kỳ lạ linh khí đột nhiên biến mất lẽ nào là đã phát hiện mình đến gần nên bỏ chạy rồi nguyên thú gì mà có thể có năng lực nhận biết nhạy bén như vậy không đúng linh khí mạnh như vậy không thể nào là nguyên thú nhất định là ai đã tìm thấy được linh thảo cực phẩm rồi vị này tên là dương mạch của hoài võ quận đứng một hồi thì phát hiện có tiếng động bên tảng đá dương mạch liền trưởng nổ tung tảng đá ra miểu miểu và tên đại điêu bị phát hiện thì ra là các ngươi tìm được linh thảo cực phẩm dương mạch không ngờ ngươi lại dám tới đại hùng sơn thương sơn phủ chủ rõ ràng đã ra lệnh nghiêm cấm đi qua quận khác để ăn trộm tài nguyên rồi mà thì ra dương mạch là đối thủ cạnh tranh lâm hân nói đã vậy còn chạy tới địa bàn nhà người ta để ăn trộm đúng thật là tên đều càng yếu đuối tiếp tục theo dõi tên dương mạch này cảm thấy rất phiền ta chỉ muốn tìm đồ không để tâm tới hai người các ngươi cũng chạy tới nếu đã bị bắt gặp vậy thì chỉ có thể khiến hai người các ngươi mãi mãi câm cái miệng lại dương mạch đồng thời giải phóng hai con nguyên thú ra chiến đấu ăn trộm đồ của người ta rồi mà còn muốn đánh người sao không ngờ trên thiên hạ này còn có kẻ đều cáng hơn tiểu ra đây ta đây không thể nhịn được đại điêu cũng giải phóng ra a hổ của mình miểu miểu nói đừng có mà khinh địch hắn là thiên tài truyền kỳ từng tham gia ba lần võ quyết đấy tiểu ngũ lợi dụng thuộc tính khắc chế giải quyết con chim lửa đó trước huynh kêu a hổ giữ chân con nhím kia ở nhà phó thành chủ tìm dương mạch nhưng hắn không có nhà tên này lại đang đi sinh sự nữa rồi a hổ lao lên giữ chân nhím quả cầu lửa bay tới miểu miểu dùng lá chắn băng nhiệt độ cao cộng quả cầu gai sức tàn phá rất mạnh tiểu ngũ thất bại không ngờ dùng nhiệt độ cao cường hóa sức đột phá của kiên vị thuộc tính băng của tiểu ngũ trái lại bị tổ hợp như vậy khắc chế rồi tên dương mạch cười kha khả đây mới là kỹ thuật chiến đấu của tuyến đầu chưa một đấu một của các ngươi từ sớm đã lạc hậu rồi đấu không lại đại điêu kêu miểu miểu chạy về báo tin để ta ở lại giữ chân hắn chỉ cần muội chạy thoát thì hắn không dám làm gì ta đâu nhưng không được phải chia nhau ra chạy như vậy mới bảo đảm một người có thể quay về dương mạch đã dùng lửa bao quanh thật sự tưởng hai cái chân có thể chạy lại đôi cánh sao lúc này lâm hân xuất hiện không qua nguyên thú thì bọn ta cũng có thể đánh chuẩn bị chiến đấu đúng lúc quả cầu lửa bay tới tay không tức sắt đấu với quả cầu lửa ư lần này thì tiêu rồi ngoài trừ ông trời hiền linh nếu không thì chúng ta chỉ có thể chết lúc này ông trời đẹp trai xuất hiện lâm hân như một vị thần với trí thông minh của nhà ngươi cũng đừng di tham gia cuộc thi gì nữa miểu miểu nói chết tiệt tên này đúng là ngầu lòi quá đi quá đẹp trai còn ngơ ngác ra đó làm gì mau chóng chạy về báo tin đi nơi này cứ giao cho ta vâng đội trưởng người cố lên nhé ta quay về kêu quan tri viện đừng miễn cưỡng nhé giữ chân là được rồi ngươi đánh không lại hắn đâu tiểu tử ngươi nãy giờ vẫn luôn trốn ở đây sao dự thảo giải phóng linh khí ngất trời đó là bị ngươi cầm đi rồi đúng không ngất trời gì ngươi hình dung quá khoa trương rồi đấy tuy của ta không nhỏ nhưng cũng không có xuất sắc như vậy đâu hay hay bớt giả đi khùng với ta đi giao đồ ra đây nguyên thú lên hết cho ta đích thân lên sao một người và hai thú đây lại là cách đánh mới gì vậy phải học tập mới được cơ khả chúng ta cũng lên nào cơ khả tuân chỉ và xuất hiện vẫn là thân hình nóng bỏng dương mạch bất ngờ nguyên thú hình người còn quyến rũ như vậy nữa đúng là nhặt được báu vật rồi ha 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 không ngờ một học sinh của đạo đường giờ tệ lại có nguyên thú hình dạng người vòng tay thủy tinh thăm dò lấy ra để ta coi thử nguyên thú này của ngươi có thực lực gì bát tinh nguyên thú bát tinh lâm hân hỏi cô từ khi nào thăng lên bát tinh vậy chính là mới nãy đó khi ngài tôn trào bắn tùm lum đó mẹ nó thì ra hiệu quả lại nhanh chóng như vậy thăng lên bốn sao chỉ cần một nháy lợi hại quá chim lửa bay tới tấn công cơ khả chỉ có một chút xíu lửa này mà cũng xứng đắc ý ở trước mặt ta sao ôi trời ơi cô ra tay mạnh quá đấy dọa người ta chạy rồi thì ta còn làm sao học tập đây dương mạch bị bỏng không chỉ nghi ngờ của quý của mình mà còn hủy hoại nguyên thú của mình ngay cả nhan sắc mà mình tự hào nhất cũng bị một chút ảnh hưởng tên tiểu tử lâm hân dương mạch ta sẽ không tiếc bất kỳ giá nào nhất định phải giết ngươi trước khi cuộc thi diễn ra sau trận chiến đại hùng sơn đã không còn ai xung quanh cơ khải lại lên cơn thèm khát ngô hoàng ơi nơi hoang vu hèo lánh xung quanh không có người nô ra muốn cái đó của ngô hoàng có được không lâm hân cằn nhằn cô không phải ăn thì là ấy ấy trong đầu toàn sở thích hạ cấp này đúng là hết cách cậu ta miệng thì nói hay lắm nhưng tay lại tự động tháo thắt lưng đúng là một con người không thành thật chính vào lúc lâm hân chuẩn bị làm hiệp hai thì có tiếng gào từ phía sau một con thiếp bối khủng bố sao đang định tấn công họ sống không đến muộn không đến lại đến ngay lúc người khác đang chuẩn bị làm chuyện đại sự cơ khả bực tức ném luôn quả cầu lửa vào nó không ngờ là hứng chọn cơn giận dữ của cơ khả mà thiết bối hùng lại không sao đến một cọng lông cũng không cháy lâm hân ngạc nhiên hỏi sách nhỏ sao nó không bị gì hết vậy sách nhỏ khai sáng cho cậu ta tiếp bối hùng thuộc tính thổ hệ mộc và hệ băng tấn công mới có hiệu quả cơ khả nướng chín nó không khó nhưng sẽ hơi mất sức và sẽ phá hủy bảo bối trên người của nó vậy thì lãng phí lắm nhưng ngươi yên tâm nó cũng có điểm yếu chỉ cần đánh mạnh vào lỗ nhị của nó chắc chắn nó sẽ chết lâm hân nghi hoặc vừa đánh vừa hỏi đơn giản như vậy sao chẳng phải lưu đại điều nói thiếp bối hùng rất khó đối phó mà sách nhỏ tự tin giải thích thiết bối hùng từng là thú tuần thành của yêu đương điểm yếu của nó bọn ta chắc chắn không để cho người đời biết cũng chỉ có ta mới có thể biết được một chút nghe sách nhỏ chắc chắn như vậy lâm hân hai mắt sáng giờ thì ra là vậy lần này phát tài rồi sau đó lâm hân nhờ cơ khả thu hút sự chú ý của thiết bối hùng theo lời cậu ta cơ khả nả đạn nữa túi bụi vào lưng của nó chọc nó tức điên liền quay sang lao tới cô ấy phía trên lâm hân đã chuẩn bị xong tuyệt kỹ tất sát thốn đến tận rốn do thầy ca ca sĩ phát minh kể từ giây phút này nó đã mất đi sự trong trắng một cơn sung sướng ập tới làm nó không thể chống đỡ lập tức gục xuống nhìn thấy đồng bọn của mình xuống tới vậy cả dòng họ thiết bối hùng đều kéo nhau đến chờ tới lượt khách hàng là thượng đế lâm hân và sách nhỏ liền nở một nụ cười thân thiện phát tài rồi sau khi miễu miễu và đại điêu về tới nhà đã kể lại với thành chủ chuyện xảy ra trên núi nghe xong ông ta không có gì lo lắng ngược lại còn thong thả uống trà hai tháng trước dương mạch đã được phá lệ đề bạc nâng lên làm phó thành chủ quận hoài võ các con biết điều này có nghĩa là gì không người từng nói làm phó thành chủ phải được chính phủ chủ đề bạc liêu thiết nghiêng ngắt lời chỗ dựa của hắn chắc chắn là phủ chủ bây giờ ta qua đó nói ly chính là đối đầu với phủ chủ như vậy chẳng khác gì làm mất tiền đồ của ta ta cũng rất thích cậu nhóc đó nên cũng không để hắn xảy ra chuyện ta đã phái người đi thăm dò rồi chỉ có ba kết quả một là lâm hân thua trận dương mạch cảm thấy cậu ta chỉ là một con kiến nhỏ nhoi không gây được sóng gió gì trong trận tỷ võ sắp tới chẳng ghét mà tha mạng cho lâm hân sinh ra chúng ta có lợi hoặc là lâm hân bị giết ta có thể mượn cơ hội này đi tìm phủ chủ và quậy một phen đòi chút lợi ích dù sao thì xảy ra án mạng phủ chủ cũng không thể bao che cho dương mạch được chúng ta lại có lợi ba là lâm hân thắng có thể chấn áp các quận khác không thể xem thường quận sơn dương ta lần này người có lợi vẫn là chúng ta nghe cha mình nói xong đại điêu thắc mắc hỏi nổi như lâm hân thật sự thắng phủ chủ cảm thấy mất mặt có thể tha cho chúng ta sao nghe thằng con mình hỏi ông ta liền cười phá lên điểm này sao ta có thể không tính đến vài năm trước phủ chủ bảo ta chuẩn bị 100 con thiết bối hùng hiến cho quốc quân làm thủ hộ thành qua mấy năm sinh sôi tiếp bối hùng trên đại hùng sơn đã đã đủ rồi đúng lúc ta đem toàn bộ hiến cho phủ chủ ông ấy sẽ rất vui mừng nói không chừng còn thưởng thêm cho ta đợt này cha con ta lên đời rồi nhìn hai người bọn họ kẻ tung người hướng làm miễu miễu nước không trôi cục tức bỗng dưng do thám của lưu thiết trụ cử đi cũng đã về thông báo với ông ta là lâm hân đã chiến thắng nghe kết quả xong khiến thiết trụ cười tít mắt sau đó sai người chuẩn bị tiếp bối hùng cho phủ chủ như phương án ba nhưng do thám thông báo kết quả tiếp theo dù thành chủ không cần đi bắt nữa tiếp bối hùng của đại hùng sơn toàn bộ đều bị lâm hân giết sạch không còn một con ông ta sốc đến nỗi mắt muốn lọt ra ngoài người tính vẫn không bằng trời tính lưu thiết trụ ngay xong thì hồn lìa khỏi xác đại điêu là một người con có hiếu lập tức mời nhiều danh y khám cho ông ấy nhưng bọn họ chỉ nói một câu đây là tâm bệnh cần phải có tâm dược mới giải được tháo trung cần phải tìm người buộc chuông lúc này nhiễu liễu dẫn lâm hân chạy vào lâm hân về rồi này ta đang giết gấu vui kéo ta về làm gì nghe được giọng lâm hân lưu thiếp trụ liền bật dậy như thể hào quang phản chiếu gương mặt câm phần lâm hâm tại sao cậu lại giết chết tiếp bối hùng khó khăn lắm ta mới nuôi ra được lâm hân hử đáp tôi không biết mấy con gấu đó là do ông nuôi cũng không ai nói tôi biết không thể giết miễu miễu phía sau cũng chịu thua với cậu ta bởi vì người thường sao có thể nửa ngày giết chết 100 con thiết bối hùng chứ nhìn vẻ mặt không biết hối lỗi của lâm hân mà khiến ông ta càng tức sôi máu ta vốn có thể dựa vào mấy con gấu này lên làm phó phủ chủ lại bị cậu làm hỏng mất việc tốt rồi cậu chết không đáng tiếc lâm hân chỉ đứng sau miễu miễu ngoái mũi có thể cô ấy ra mặt bảo vệ thành chủ bớt giận lâm hân có thể đánh bại dương mạch thì chắc chắn lấy được thành tích tốt trong lục cuộn võ quyết lúc đó phủ chủ sẽ trọng thưởng cho người giỏi giờ giết lâm hân cũng không lợi ích gì chỉ có thể để cậu ta tham gia võ quyết giành hạng nhất đại điều mồm miệng nói thêm vào không lấy được hạng nhất thì ngươi tự tiến đi ta đồng ý xuất chiến nhưng chưa từng nói muốn tranh hạng nhất đừng cho rằng tôi cần các người mà là các người đang cần tôi tôi thấy cơ hội đã đưa liền châm dầu vào lửa lần nữa cha cái này không thể nhịn được phải xử hắn một trận cho hắn bớt ngạo mạn lâm hân bực bội ánh mắt sắc bén nhìn hắn làm đại đêu rén ngay lập tức lưu thiết chủ thấy vậy liền ra mặt bảo vệ con trai dám ở trước mặt ta dọa con trai ta đúng là gan to bằng trời có thể đánh bại dương mạch cậu chắc chắn có thực lực tranh quán quân nói đi làm sao cậu mới chịu dốc hết sức lâm hân liền lên mặt tự nhiên như ở nhà ngồi chéo chân đều là người trưởng thành đừng vòng vào nữa nếu tôi đoạt quán quân ông có thể cho tôi lợi ích gì đúng là dáng vẻ của người trưởng thành có khác luôn luôn đặt lợi ích lên hàng đầu lưu thiết trụ đành phải thỏa mãn cái miệng rộng của cậu ta người cần bao nhiêu tiền nói đi lâm hân không chút động tâm tôi không hứng thú với tiền miễu miễu đứng một bên mà tự hào về cậu mỹ nữ thì sao lâm hân vẫn vẻ mặt đó mỹ nữ chỗ ta có nhiều rồi lần này thì miễu miễu có chút ngại ngùng vì tưởng lâm hân đang ám chỉ mình chứ cô ấy đâu có biết còn 14 thế thiếp khác đang chờ cậu ta sủng hạnh không ngờ lâm hân lại khó chiều tối vậy làm thành chủ nghiến răng tức giận tiền không muốn mỹ nữ cũng không rốt cuộc ngươi muốn gì ở ta muốn công pháp tu luyện buôn lôi quyết của ông lâm hân biết công pháp này là do lúc trước cậu ta đánh nhau với thiết trụ sách nhỏ ở một bên quan sát tuyệt kỹ của ông ấy thấy giống với kỹ năng tộc lôi báo dùng mà công pháp này trong tay thuyết trụ chỉ có thể phát huy được một còn lâm hân tu luyện thì có thể phát huy tối đa sức mạnh nên sách nhỏ mới kiến nghị lâm hân tìm cách để lưu thiết trụ chuyển buôn lôi quyết cho cậu vì vậy lâm hân lúc này mới lên tiếng đòi hỏi nghe tới buôn lôi quyết mắt ông ấy té ra một tia lửa đặt tay lên vai cậu với giọng nói chiều mến buôn lôi quyết là cơ mật của lưu gia ngay cả đại điêu cũng không biết cậu làm sao biết được chắc chắn là có cao nhân chỉ điểm nói nhiều thế điều kiện này có thể chấp nhận không lưu thiết trụ chỉ hận không thể đánh lâm hân đành phải xả cơn giận vào bức tường kế bên hoang tưởng buông lôi quyết là thành công lưu truyền ngàn năm của lưu gia ta sao có thể để cho một người ngoài như người tu luyện cách thì luôn luôn có lâm hân liền đề xuất kết nghĩa với thiết trụ vậy là trở thành người nhà rồi nhưng ông ấy cũng không bằng lòng thà lấy hạng cuối còn hơn kết nghĩa với cậu ta bổng mật thám lại về báo để khích lệ tinh thần anh dũng đấu tranh trong một quận võ quyết lần này ai đoạt giải quán quân thì thành chủ sẽ được thăng lên làm phó phủ chủ nghe xong tất cả bọn họ đều chìm trong im lặng để phá tan sự im lặng đó thuyết trụ liền gọi đại điêu làm hắn nghĩ thiết trụ sẽ chuyển tuyệt kỹ cho mình mà hào hứng tra cứu yên tâm đem bôn lôi quyết giao lại cho con đi con nhất định sẽ đoạt được quán quân thành chủ mở lời lập tức phá tan giấc mộng của đại điêu cuộc thi còn chưa đến một tháng trong thời gian này con phải theo nhị thúc luyện công cho tốt đại điều nghe xong rơi vào trầm cảm nặng rồi con đã biết con không phải là con ruột của cha rồi ước gì mình có thể chui lại vào bụng mẹ cuộc sống ngoài này khó khăn quá lâm hân và miễu binh cũng thấy tội nghiệp thay cho hắn liền khích lệ đã điêu phần chấn lên chúng ta nên đi huấn luyện rồi thời gian thật sự rất cấp bách nhưng ta thật sự không thể chấp nhận được lâm hân thấy đại điêu chưa đủ tội liền cho hắn thêm đà kích vậy chúng ta ai gọi của người nấy đi tôi sẽ gọi cậu là điêu ca còn cậu sẽ gọi tôi là nhị thúc nghe mà nước mắt đại điêu rơi xuống vậy thì có khác gì nhau người chịu thiệt vẫn là ta lúc sau lưu thành chủ gọi bọn họ ra chuẩn bị khóa huấn luyện trước cuộc chiến sau khi ra sân đập vào mắt bọn họ là hình ảnh lưu thành chủ đứng tạo dáng trong bộ đồ bó sát khiến họ chịu đã kích không thể hồi phục trong mù mắt ta đi đây đích thực là đang hấp diêm thị giác bỏ chuyện phản cảm đó sang một bên lưu thành chủ xoay xoay ngọc bội nguyên thú nói phần thưởng cuộc thi đã tăng gấp đôi nghĩa là độ khó của nó cũng gấp đôi cho nên huấn luyện của các ngươi cũng phải gấp đôi nói rồi thành chủ liền triệu hồi nguyên thú chín sao tấn lôi hổ được thành chủ đặt tên là a phúc nhiễu liễu có chút lo lắng nguyên thú chín sao đây là lần đầu tiên tôi thấy lâm hân mới biết lúc trước đánh nhau với ông ấy sử dụng đường lang là đang hạ thủ lưu tình với cậu ta chỉ có mình đã điêu là sợ hãi cha người có cần khoa trương tới vậy không mỗi năm cùng lắm chỉ xuất hiện nguyên thú sáu sao, sao người có cần lấy chín sao ra ngược đãi chúng con không thành chủ vỗ vỗ a à phúc mắng đầu não thấp năm nay các quận sẽ nghĩ cách nâng cao nguyên thú tham dự trong đó nguyên thú chín sao sẽ không ít bây giờ còn ôm lại ảo tưởng này thì con chờ chết đi nói xong thành chủ liên bảo lôi hổ lao lên tấn công bọn họ nhóm người lâm hân cũng lập tức tránh đi nhưng đó chỉ là hư chiêu, đại chiêu thật sự của Lôi Hổ là điện 100.000 Việt Nam cú phóng điện bất ngờ khiến họ không kịp trở tay, phải hứng chịu không ít sát thương. Sau cơn mê, chỉ còn mình Lâm Hân đứng vững, Thành chủ thấy vậy liền cười đều. Một a phúc đã khiến các người nhếch nhác như vậy, rồi còn muốn đoạt quán quân, nằm mơ đi. Khi nãy, bọn họ chưa kịp triệu hồi nguyên thú mới để ông ấy đắc ý, nhóm người Lâm Hân đã có chuẩn bị, liền ra tay đánh phủ đầu Thành chủ Bạch tuộc nhỏ của Miễu Miễu. Lập tức, ra chiêu ánh sáng băng giá khống chế chuyển động của Lôi Hổ. Theo sau đó, a hổ của đại yêu lao tới nhìn đồng đội chưa có kế hoạch gì đã làm theo ý mình lâm hân chỉ kịp hết một câu băng có thể dẫn điện sau đó chính là màn hai cảnh một điện giật nhiễu nhiễu quéo rụng bạch tuộc bị đánh bại a hổ trước mặt lôi hổ cũng hóa mèo nhà liền bị dọa sợ chạy ra sau đại điêu run rẩy đúng là chủ nào tớ nấy đều ăn hại như nhau thưa cơ hội này cơ khả nhanh chóng tạo một lốc xoáy chưa thức có tên hỏa diện toàn qua thành chủ thấy vậy thì khoanh tay cười khẩy nên chú ý thuộc tính và cấp bậc nguyên thú hệ hỏa không thể đốt bị thương nguyên thú hệ lôi đầu tập luyện với lũ nhóc các ngươi đúng là lãng phí thời gian bất ngờ lôi hổ bị đánh bật ra khỏi xoáy lửa hạ cánh chồng mâu trước mặt thành chủ làm ông ấy không hiểu chuyện gì vừa xảy ra lâm hân bên trong xoáy lửa cười lại hỏa diệm không thể đánh được như nắm đấm thì được nếu không muốn lãng phí thời gian ông cũng nên luôn đi muốn ta với nguyên thú cùng lên cậu muốn làm gì lâm hân bùng cháy ngọn lửa hiếu học trình bày nguyên thú và chủ nhân có một phương thức nào đó thực hiện liên thủ phải không lần trước xém chút có thể nhìn thấy dương mạch sử dụng nhưng lại bị nguyên thú của tôi dọa chạy. Mất giờ, tôi muốn mở rộng tầm mắt, có được không? Nhìn thấy Lâm Hân vô cùng hiếu học, Amarin chính lại. Ngọn lửa của Lâm Hân chỉ là dục vọng được bùng đến cùng cơ khả mà thôi. Thành chủ lúc này cười lớn ha ha ha, được vậy, ta làm trái với tổ huấn nói, cho cậu biết hình thức hợp tác giữa người và thú trong đầu Lâm Hân đang liên tưởng đến một thứ gì đó không được đứng đắn. Cái mà cậu ta liên tưởng đến là tình cảm luyến ái giữa người và thú, chứ có liên thủ gì đâu để chỉ dẫn Lâm Hân thành chủ và lôi hổ bắt đầu phương thức hợp tác cả hai đều phóng ra linh khí của bản thân và liên kết vào nhau sau đó trên người thành chủ cũng có linh khí thuộc tính lôi hóa ra phương thức hợp tác là chuyển thuộc tính của nguyên thú lên chủ nhân của nó thấy lôi hổ có gì đó không đúng lâm hân liền bảo miễu miễu đo lại số sao của lôi hổ mới phát hiện nó từ 9 sao xuống còn 6 sao thành chủ giải thích tự thân nguyên thú tồn chữ lượng cực lớn có thể thông qua dây nối đem cực truyền cho chủ nhân sau khi có được lượng cực lớn thì ta có thể đột phá các tu vi hiện tại nghe thành chủ nói Song Lâm Hân liền liên tưởng tới sạc dự phòng kiểu như điện thoại sạc được 40% pin thì sạc dự phòng cũng mất đi 40%. Một lượng cực lớn mất đi nguyên thú sẽ bước vào thời kỳ suy yếu, một khi bị đánh lén chắc chắn sẽ chết mà chủ nhân cũng vì đó mà bị thương. Tại Thiên Nguyên cảnh thường không được học chiêu này, không đến lúc quan trọng các cậu tuyệt đối không được dùng nhiễu liễu và đại điêu bắt đầu thử liên kết với nguyên thú cơ khả. Chúng ta cũng thử xem Lâm Hân quay đầu lại nhìn thì thấy cơ khả đã chuẩn bị xong rồi, một bộ hầu gái nóng bỏng. Chút nữa làm thằng em của Lâm Hân hưng phấn kéo khóa ra, mở mắt nhìn theo cậu ta phải lấy tay che lại ngại ngùng không phải thử cái đó cô mau mặc y phục lại đi không phải ngô hoàng muốn tiến vào sao tôi vẫn không hiểu sao trong đầu cô ta lúc nào cũng nghĩ đến thứ này những người xung quanh không còn từ nào để diễn tả con ả à dầm dê này luôn lúc này trình phong vào thông báo đã có công bố sắp xếp vòng đấu thứ nhất không ai khác đối thủ của họ là quận hoài võ do thành chủ quận hoài võ đổi trắng thay đen nói người cuộn sơn dương tự ý xông vào địa giới của họ còn ra tay đánh dương mạch phủ chủ muốn mời thành chủ đối chất nhưng họ bảo sẽ giải quyết ân oán trên võ đài phủ chủ cũng thuận theo họ chỉ định hai bên giao thủ nghe xong bọn họ không ngừng mắng chửi quẫn hoài võ đúng là đồ vừa ăn cướp vừa la làng chỉ có mình lâm hân là bình tĩnh suy nghĩ vốn làm sao để phạt họ bây giờ mũi rồi lại quay ngược về người bị hại họ muốn làm gì thì làm chỉ cần làm sao thắng cuộc thi là đủ thành chủ ngạc nhiên nhìn thấy bản chất của sự việc không ngờ tiểu tử này suy nghĩ thấu đáo như vậy để miễu miễu và đã điêu nhanh chóng mạnh lên lâm hân đem ra cho họ một đống đan dược được luyện chế bằng thiết bối hùng chúng đều là đại bổ nhìn thấy những bảo bối mình cất công nuôi dưỡng trở thành những viên đan dược đấng nam nhi như thành chủ cũng phải rơi lệ xa vào lòng trình phong tiếp bối hùng của ta trước phó thành chủ của ta trình phong soạt xoa đầu vỗ về thành chủ ông nghĩ thoáng một chút đi ít nhất bọn nhỏ có thể dùng chúng để tẩm bổ cơ thể sau đó lâm hân thong thả đi về phòng nghĩ đến trong võ quý có thể sẽ xuất hiện nguyên thú chín sao mà miễu miễu và đã đưa tới lúc đó cùng lắm chỉ lên được sáu sao giờ chỉ có thể dựa vào cậu ta lâm hân lập tức mở nắp và nắp cạn bình rượu đại bổ mà cậu ta đã chuẩn bị từ trước đây quả là cách nâng sao nhanh nhất chỉ cần quả thận đủ tốt là được sau khi vua thuốc lâm hân liền triệu hồi cơ khả ra để chinh chiến vài trăm hiệp lần này cơ khả mặc một bộ nữ y tá quyến rũ nằm trên giường mời gọi ngô hoàng người tìm đâu ra có chuyện gì sao lâm sẽ nhanh chóng cởi áo mũi thở ra khói xảy ra chuyện lớn rồi lục quân võ quyết chúng ta phải thắng cho nên vất vả cho cô đêm nay phải nâng thêm ba cấp rồi lâm hân vội vàng nhảy vào người cơ khả lần trước là một trận long trời lở đất nhưng lâm hân lại bất tỉnh không cảm nhận được gì nên lần này cậu ta phải lấy lại cả vốn lẫn lời cứ mỗi lần tới lúc quan trọng là hầu như sách nhỏ liền ra phá đám không được là một lần là có thể tăng lên ba cấp thiên hạ này làm gì có chuyện dễ ăn như vậy làm quá độ sẽ xảy ra chuyện đó ta đã hấp thụ cực hai ngày rồi tuyệt đối đủ dùng ta không nói ngươi người ta nói là cơ cả cơ cả cần tiêu hóa cực của cậu đưa vào lúc trước ít nhất phải hai tháng nếu không sẽ bạo thể mà chết hai tháng này cậu kiềm chế bản thân lại đi nghe sách nhỏ nói mà lâm hân lập tức hóa đá thuốc cũng cắn cả bình rồi giờ bắt cậu ta phải dừng có khác nào kêu cậu ta làm bạn với bàn tay cả đêm lâm hân lơ thơ lẫn thần bước ra ngoài 20 năm còn chịu được huống hồ gì có hai tháng lúc này cơ khả đưa ra một đề xuất nếu nô ra không được vậy có thể giải phong ấn một vị tỷ muội khác để giúp ta tưởng cô không muốn để họ chia sẻ lâm hơn chứ cơ khả uất ức ngấn lệ nô ra đương nhiên không bằng lòng nhưng vì sứ mệnh ngưu hoàng gánh vác quá nặng nô gia sao có thể vì lợi ích cá nhân mà làm lơ việc yêu tộc phục hưng chỉ cầu mong ngô hoàng sau này có nữ nhân quay quanh cũng đừng quên cơ cả lâm hân bị làm cho cảm động cơ khả cô quá lương thiện rồi sách nhỏ thấy ớn lạnh quá liền cắt ngang chuyện tình ngưu lang trước nữ tuy là một ý kiến hay nhưng không được mỗi lần giải phong ấn thú nương cực sẽ tăng gấp đôi với lượng cực hiện giờ của cậu ít nhất phải hấp thu thêm 20 ngày nữa mới đủ lâm hân gấp gáp nói 20 ngày bọn ta sắp thì rồi càng không thể lãng phí thuốc ta vừa uống được đã không còn cách nào khác nữa Sách nhỏ cũng đành chịu. Cơ khả một lần nữa đề xuất, nếu cộng thêm cực của ta thì sao? Lâm Hân và Sách nhỏ không ngờ cơ khả lại thông minh tới vậy. Quả thật, cách này có thể dùng thử, nhưng Lâm Hân ngại ngùng chần chừ. Có nên rút vị thú nương thứ hai không? Nếu làm vậy thì sẽ có lỗi với cơ khả lắm. Cơ khả buôn lợi dụng ngọt người tham gia võ quyết, chắc chắn nguyên thú càng nhiều càng có lợi. Nguyên thú giao tranh thuộc tính khắc chế rất quan trọng. Thêm một loại thuộc tính thì thêm một phần thắng. Nghe thì có vẻ triết lý, nhưng ý định thật sự của cơ khả là đem cực của mình mỡ đã dâng tới miệng nhưng lúc này lâm hân lại không được cậu ta liền ôm đầu chạy ra bên ngoài bỏ mặc hai cô gái đứng đó kêu gọi trong vô vọng tên này lúc quan trọng lại không được làm tốn bao nhiêu công sức của ta đánh ngươi nam lại ngồi đó bắt đầu ứa nước mắt nghĩ là do mình xấu nên lâm hân mới rời đi cơ cả xoa đầu an ủi nam lại cô đừng suy nghĩ nhiều ta biết tại sao ngô hoàng như vậy rồi bởi vì ngô hoàng thích bất ngờ cô chỉ cần đóng gói đẹp một chút là được nói xong gương mặt cơ khả ánh lên một vẻ nguy hiểm thời gian cứ thế trôi qua ánh mặt trời dần lặn xuống ở chỗ nào đó trong võ lâm đường lâm hân chấp tay sau đầu ngồi dựa vào góc của thở dài lúc này sách nhỏ tìm đến hỏi cậu sao vậy lúc quan trọng lại không được tuy ta háo sắc nhưng cũng không phải là người tùy tiện ít nhất phải quen biết tìm hiểu nhau chút rồi mới tới chuyện đó lần đầu gặp tôi thật sự không cởi mở nổi không ngờ cậu còn là một người đàn ông có nguyên tắc không hổ danh là yêu hoàng truyền thế có văn hóa tôi có thể hiểu cho cậu nhưng nam lại là một đứa bé nhạy cảm hướng nội Cậu đột nhiên bỏ chạy khiến nó rất tự trách, phải về nói rõ mới được, khó khăn lưỡng lự một lúc, rồi cũng đồng ý với Sách nhỏ về giải thích, nhưng vừa đến trước cửa phòng của cô ấy, cậu ta có chút thất vọng. Đòi Sách nhỏ rút lại vị thú nương khác, vì bạch tục nhỏ của Miễu Miễu đã là thuộc tính băng thêm nam. Lại nữa, có hơi thở không, trên đời này làm gì có chuyện nhận hàng rồi trả lại. Lâm Hân chỉ đành mở cửa chấp nhận sự thật, cái này cũng bất ngờ quá đi. Phía sau cánh cửa là khung cảnh Cơ Khả đang thay một bộ nữ sinh hư hỏng cho nam lại, phải nói Cơ Khả, đúng là đỉnh thật không biết cô ấy lôi đâu ra những bộ như thế này đây là đuôi thật của cô ấy chứ không như thứ mọi người nghĩ tới đâu với thân hình phụ huynh gương mặt học sinh của nam lại lâm hân liền có cảm giác mới khác với sự từng trải của cơ khả đây là người tình ngây thơ bé bỏng chứ là gì xin lỗi tôi không biết hai người đang thay đồ lâm hân đột ngột mở cửa đi vào phía nam lại ngượng ngùng phải kéo váy lên để che mặt mình cái này không biết là xấu hổ hay đang khoe hàng nữa nam lại vô tình vấp ngã đè lên người cơ khả chị nóng em lạnh anh muốn chơi thế nào nhất thụ lê hoa áp hải đường nhị nữ chơi cầu chịu sao nổi nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt máu mũi lâm hân trào ra như suối nhưng lâm hân không biết lúc này có một kẻ lạ mặt đang trên nóc nhà quan sát nhất cử nhất động của bọn họ sau khi giải thích với nam lại cô ấy cũng thấu hiểu và lau máu mũi cho lâm hân nhỏ nhẹ nói tâm ý của ngô hoàng nại nại đã hiểu lại lại sẽ biểu hiện thật tốt mãi đến khi ngô hoàng thích nại nại mới thôi lâm hân ra vẻ vậy thôi chứ nhìn vào tâm hồn to tròn trước mặt cậu ta đã thích lắm rồi vào lúc cơ khả đang vui vẻ vì được hầu hạ ngô hoàng với chị em thân thiết của mình thì cảm nhận được nguy hiểm liền dùng tốc độ nhanh nhất chắn trước hai người một mũi tên phá vào cửa sổ bay vào cơ khả nhanh chóng tạo một màng chắn lửa còn lại nhưng chưa kịp chạm vào nó đã đổi hướng chẳng khác gì máy bay phản lực nếu đã như vậy thì phải dùng súng mới được cơ khả xạ đã liên tục vào nó nhưng tốc độ quá nhanh những viên đạn của cơ khả chỉ bắn trúng trần nhà nhìn cơ khả chật vật như vậy nam lại lập tức lao lên giúp đỡ hai bảo kê đã bị dụ đi hoàng thượng lập tức bị hốt lên xe khi cơ khả và nam lại nhận ra thì đã muộn sát thủ đem theo lâm hân phóng lên nóc nhà tẩu thoát nhưng có vẻ tên thích khách này chỉ thăm dò thực lực chứ không có ác ý nuôi ngay cả đánh lén mức độ này cũng không phòng được đúng là buồn cười lâm hân lên tiếng hỏi ngươi là ai tại sao lại tập kích ta thì lại tiếp tục bị chế nhạo hắn triệu hồi toàn điều lục tinh để thể hiện uy phong ta là ai không quan trọng điều quan trọng là ủng công kỳ vọng của ta hắn mạnh tay bao cổ lâm hân khiến cậu ta nổi hết gân cổ xin người tha mạng nhìn ngô hoàng của mình đang bị đe dọa đến tính mạng cơ khả vừa lo lắng vừa tức giận ngươi còn làm càng đừng trách ta không khách sáo lúc này tên thích khách mới để ý tới cơ khả và nam lại bất ngờ hỏi lâm hân vì sao lại có hai nguyên thú hình người lâm hân xạo chóe nói rằng hai nguyên thú hình người này là thành chủ cho cậu ta để tham gia võ quyết cầu xin hắn cứ xem cậu ta như một cái rắm mà thả đi thấy lâm hắn yếu kém nhút nhát như vậy hắn bắt đầu mất cảnh giác nói dương mạch lại bị loại người như ngươi dọa chết khiếp đúng là tên ngu ngốc thấy hắn tự khai về vụ dương mạch lâm hân hỏi ngươi là người của quận hoài võ à là dương mạch phái ngươi đến đây giết ta sao hắn mà cũng muốn ra lệnh cho ta ta chỉ đến thăm dò thực lực của ngươi nhưng ngươi thật khiến ta thất vọng tương lai nhân dân ta sẽ giết ngươi chỉ trong một chiều lâm hân cười nói cho nên ngươi là một trong ba tuyển thủ tham dự cuộc thi của quận hoài võ nếu ám sát đối thủ trước cuộc thi quận hoài võ sẽ bị hủy tư cách tham gia thi đấu phải không tên thích khách bị nói trúng tim đen thì tức giận bóc cổ lâm hân lần nữa nhưng đã không còn hiệu quả cậu ta chỉ nhẹ nhàng giải phóng linh khí của mình liền đánh bay tên thích khách bây giờ cơ cả và nam lại mới nhận ra kế hoạch của lâm hân mà hết lời khen ngợi lâm hân khi thế quay lại nhìn thích khách cho dù không thể tước đoạt tư cách tham gia thi đấu của các người nhưng ta phế đi một viên đại tướng của quận hoài võ cũng rất tốt không ngờ tên thích khách vậy mà lại là một cô gái nhan sắc và thân hình đều không thua kém gì dàn nữ nhân của lâm hân đúng lúc này điêu và miễu miễu nghe tiếng động chạy vào hai người họ đã tìm khắp phòng của lâm hân vẫn không thấy cậu ta chỉ thấy một cái lỗ trên trần nhà miễu miễu nghĩ rằng lâm hân lại đột phá bảo đại đeo lên nóc nhà tìm tiếp còn mình sẽ chạy đi gọi người đến lúc này Lâm Hân đang bế cô gái trốn ở giữa khe căn nhà và tường rào. Có được cảnh này là do khi chịu đòn công kích, linh khí của Lâm Hân, chân cô gái không còn sức lực di chuyển nữa. Đúng lúc nghe tiếng miễu miễu đang đến, cô ấy có vẻ sợ sệt, đành nhờ Lâm Hân bế mình trốn. Cô gái khó chịu cắn môi, khẽ nói, cậu đừng nhúc nhích nữa, chân tôi bắt đầu tê rồi. Được được tôi không nhúc nhích, được sờ vào cặp đùi mềm mại của cô gái khiến Lâm Hân thích thú. Phía trên, chẳng mấy chốc, đã điều. Đã tìm đến chỗ bọn họ, cô gái hốt hoảng bóp chặt miệng Lâm Hân sợ cậu phát ra tiếng động, nhưng do trời tối cộng với khe hẹp, đại điêu không chú ý đến bên dưới rõ ràng. Nghe tiếng động mà sao không thấy ai hết, đã đứng đó càng lâu thì Lâm Hân càng chịu không nổi. Sắc tức thì không, không tức thị sắc, huynh đệ ơi, ngươi đừng tiêu rồi mạng ta, do ta không, do trời. Mạng nó, do nó, không do ta. Lâm Hân đã cố hết sức, nhưng chim đã sổ lồng. Cô gái lập tức cảm nhận được thằng em của Lâm Hân đang cự quậy vào chỗ đó của mình. Nếu có thể, cô muốn băm Lâm Hân ra làm trăm mảnh. Nhưng vì đã điêu, cô không thể làm gì đành cắn răng chịu đựng để cậu ta quấy rối. Lát sau, trên trời đột nhiên, mây đen kéo đến, sấm chớp dữ dội. Đã điêu nhất gan, liền đánh bài chùn thời tiết quỷ dị này. Sao còn có sấm sét nữa? Mặc kệ, về trước rồi tính. Lại điêu vừa rời đi, Lâm Hân lập tức ăn cái tát trời giáng. Dù bị đánh, nhưng nhìn mặt cậu ta thỏa mãn tới vậy là sao? Ngươi lại dám cợt nhà ta. Ta không phải có ý đó, đây là phản ứng bình thường của đàn ông, Lâm Hân định cho cô gái thêm một bàn tay nữa thì từ xa có tiếng miếu gọi cậu ta, liền hù dọa cô gái miễu miễu đến rồi cô mau đi đi đừng để cô ấy nhìn thấy nghe tới miễu miễu cô gái liền hốt hoảng lập tức lên chim tẩu thoát chỉ để lại một câu người hãy chờ đó chúng ta chưa xong đầu sau khi cô gái rời đi lâm hân mới thở phào nhẹ nhõm phía sau miễu miễu dẫn cha mình đến hỏi thăm lâm hân đã xảy ra chuyện gì lâm hân vào đầu nói có một tên trộm muốn ám sát tôi miễu miễu này cô có người bạn nào ở quận hoài võ không một cô gái nguyên thú hệ phong trình phong vô thức thốt lên là bạch hợp nhìn biểu hiện của cha con bọn họ người này không chỉ quen mà là rất quen nghe trình phong nói lâm hân hỏi thêm các người quen nhau à Nhữ liễu có vẻ tức giận nói cậu hỏi ông ấy đi người đàn bà này ông ấy quen hơn tôi trình phong miệng thì cười nhưng mồ hôi đã nhiễu đầm ấp ấp úng nói người này tôi cũng đã nhiều năm không gặp trịnh phong vừa dứt lời miễu miễu đã đấm vào bức tường kế bên cho bỏ tức khiến ông ấy sợ xanh mặt phải núp sau lưng lâm hân trong lúc rồi đi miếu còn phần nộ nói chờ lúc lên võ đài tôi nhất định sẽ cho cô ấy một bài học cả đời khó quên Nhữ Liễu đi rồi. Lúc này Trịnh Phong mới lên tiếng. Lâm Hân, tôi nhờ cậu một việc trên võ đài. Cậu cản lại giúp tôi đừng để Miễu Miễu và Bạch Hợp có chuyện. Bạch Hợp giúp cuộc là gì của ông đều là đàn ông. Cậu hiểu mà. Lúc còn trẻ luôn có chút gì đó được. Lão Hồ Ly, không ngờ ông còn có con riêng. Giờ biết vì sao Bạch Hợp nghe tới Miễu Miễu lại có vẻ sợ như vậy. Nhưng chỉ có mình sách nhỏ nói đúng vấn đề. Mua Hoàng ông ta muốn gả chị lẫn em sao? Qua một tháng huấn luyện đặc biệt, thực lực của Miễu Miễu đã điêu tăng rất nhanh. Nguyên thú của họ cũng đã tăng tới sáu sao còn về lâm hân cũng tranh thủ từng giây từng phút liên tục bồi dưỡng tình cảm với cơ khả và nam lại khiến mọi người xung quanh ai cũng ngưỡng mộ tinh thần liều mạng bế quan tu luyện của cậu ta sau vài ngày cuối cùng cũng tới ngày khai mạc võ quyết nhóm người lâm hân đã chuẩn bị sẵn sàng thành sài gòn chuẩn bị cho họ bộ đồ đội viên của quận sơn dương lần này đích thân thành chủ sẽ cho mượn nguyên thú phi hành vô cùng chân quý đã cất giữ nhiều năm nói rồi thành chủ triệu hồi nguyên thú phi hành làm lâm hân vô cùng tò mò không biết nguyên thú phi hành này sẽ có hình dáng như thế nào nguyên thú ba sao gà bay lâm hân bất ngờ bật ngửa thốt lên ôi thể nào tin được phi cơ là một con gà mẹ nó trông không khác như nhủ nhân một chút nào như hai giọt nước ở phủ thương sơn trung tâm của lục quân các thí sinh tham gia võ quý của các quận đều đã có mặt bên trái là thành viên quận phi lưu còn bên phải là thành viên quận hoài võ đột nhiên có tiếng kêu lạ phát ra cục cục tắc cái quần què gì dậy hình như là người của quận sơn dương nhóm người lâm hân cười cồn gà mặt mù đáp xuống chiếm toàn bộ trung tâm của sân khấu những người xung quanh trông thấy muốn oẹ tại chỗ không phải chứ xấu như vậy họ cũng cởi ra ngoài được đổi lại là tôi nửa đường đã nhảy xuống chết khuất cho rồi lúc này thuộc hạ đắc lực của phủ chủ nước quản gia ra tuyên bố thể lệ với quy tắc của lục quân võ quyết nhờ có cô ấy thu hút sự chú ý nên không còn ai quan tâm đến nhóm người làm hình võ quyết lần này chia làm hai vòng vòng tuyển chọn và vòng võ đài bản đấu công bố lúc trước đã hủy bỏ các đội tham gia sẽ theo nhân viên làm việc đến khu vực tuyển chọn thuộc hạ của phủ chủ vừa dứt lời đội trưởng của bắc quận khó chịu lên tiếng bây giờ mới nói đổi quy chế chuẩn bị lúc trước của chúng ta chẳng phải lãng phí rồi sao hắn lập tức ăn chọn cú đấm linh lực khổng lồ của nữ quản gia gãy mấy cái răng hỗ trợ sắp xếp của phủ chủ cần các ngươi phê chuẩn sau hoặc là tham dự hoặc là cút thấy bác quận đã làm gương không đội nào còn dám ý kiến tất cả các đội trưởng ở lại đội viên bắt đầu xuất phát đi dương mạch đã chuẩn bị nhiều thứ để cho nhóm người lâm hân một bài học trên võ đài nhưng giờ cũng đành chịu phía bên đây lâm hân có sách nhỏ làm tình báo tôi vừa đi nghe lén người của quận hoài võ cũng không nhận được tin đúng là tình hình đột xuất người của lục quận trước đó đều không biết mọi người đều cùng một vạch xuất phát cứ phát huy như bình thường là được ở một nơi khác cô gái này là minh song lưu phủ chủ của thương sơn phủ cô ấy đang nói chuyện với người nào đó không ngờ võ quý của một phủ thương sơn nhỏ bé còn có thể khiến luôn cảm thấy hứng thú kêu mấy vị xuống luyện tập lục quân võ quyết của phủ thương sơn ở thiên vân quốc chúng ta cũng rất có tiếng có thể may mắn tham dự là vinh hạnh của chúng tôi tôi cũng không phiền thêm một đội chỉ khiến cuộc thi trở nên hấp dẫn hơn chẳng qua 18 vị này đều là thanh niên tài cán quý báu của chủ thương sơn chúng tôi mong ba vị nể mặt ta đừng gây ra án mạng là được ba vị khách không mời đến từ đế đô dần lộ diện sau khi dự lễ khai mạc các đội được đưa tới quỷ vực động đây là hang động thần bí nhất thương sơn phủ trong động giống như mê cung tổng cộng có 9 tầng bởi vì có rất nhiều chủng loại nguyên thú chúng vô cùng hung mãnh nên được gọi là sao huyệt của ác ma ít ai có thể sống sót ra khỏi đây nhiệm vụ của các đội là trước khi trời tối phải bắt được nguyên thú địa long ở tầng 9. nếu kỹ nhất định phải bắt sống ai nghe xong cũng thân thở bắt sống địa long chỉ dựa vào mấy người chúng tôi sao có thể làm được nếu quản gia chọn trừng mắt nói sự thì rút lui khỏi cuộc thi ban tổ chức sẽ không có bất kỳ hỗ trợ nào phải tự mình mà giải quyết bốn đội bắt sống địa long đầu tiên sẽ được tiến vào vòng tiếp theo sách nhỏ giải thích cho lâm hân giỏ chuẩn bị tinh thần địa long là chăn mặt quỷ vực thảm, rất độc rất hiếm thấy lúc này thành viên quận hoài võ tìm đến cửa kiếm chuyện không hổ là đếm ngược từ dưới lên ngay cả tình báo trước cuộc thi cũng không thu thập được tuyệt đối đừng chết trong hang đó nha ta còn đang mong chờ vòng hai sẽ chính tay đánh bại các người lâm hân đang thắc mắc tên nhóc này là ai thì hắn ta khoe khoang giới thiệu ngươi đứng vững đừng sợ tè ra quần ấy ta chính là sói của quận hoài võ khiến vô số đàn ông si mê phụ nữ sợ hãi em của dương mạch dương vĩ nghe tên của hắn là dương vĩ lâm hân và mọi người liền cười rất quay hàm ha 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 lỗi tôi không nhịn được cười ha 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 thầy dương vĩ làm cho cười trước mặt người khác đồng đội của hắn cũng thấy mất mặt thay liền kéo hắn rời khỏi sau đó bọn họ triệu hồi nguyên thú của mình ra nhận thủy hành nguyên thú 6 sao, dù thiết giáp 6 sao, bọn họ lập tức kết hợp mai rùa với lực đẩy của nước, xuất phát đầu tiên. Thấy vậy, các tuyển thủ tham gia cũng nối tiếp theo sau nhóm người Lâm Hân, hiện tại đã vào bên trong hang động. Trước mặt họ có ba lối đi, không biết bên nào mới dẫn tới tầng tiếp theo. Lâm Hân có một ý tưởng, đó là ba người chia ra đi. Ba lối sau 15 phút sẽ tụ họp về chỗ cũ, chia sẻ kết quả cho nhau. Làm theo kế hoạch của Lâm Hân, ba người bắt đầu chia ra. Đại Liêu xin đi cùng Miễu Miễu để bảo vệ cô ấy thì bị thẳng thừng từ chối đúng là một chàng trai gan dạ một phút sau lâm hân phát hiện có kẻ bám theo còn không mau hiện thân vậy để tôi ra tay trước lâm hân dùng long chảo thủ về phía sau bắt lấy đối phương bóp một phát cảm giác mềm mại quen thuộc truyền tới khiến lâm hân nghi ngờ cậu ta triệu hồi cơ khả thắp sáng xung quanh để xác nhận lại không ngờ đối phương lại là bạch hợp xin lỗi tôi không ngờ cô lại mềm như vậy à à không phải tôi không ngờ là cô bạch hợp tên biến thái đáng lẽ ta không nên tìm tới ngươi phải đó các người không phải là đội đầu Tiên xuất phát sao sao ở phía sau chúng tôi rồi Cái này không cần cậu lo Chúng tôi tự có tính toán của mình Tôi đến để nói với cậu Ngoài lục quân gia còn có thêm một đội thứ bảy từ đâu đến Tôi cũng không biết xem như báo đáp ân tình lần trước Cậu không làm khó tôi Bây giờ hết nợ rồi Cáo từ nói xong Bạch Hợp tức giận rời đi Biến dần trong bóng tối để lại Lâm Hân đứng đó cảm thán Tâm tư của con gái thật khó hiểu Lúc này tiếng hét của miễu miễu phát ra ở lối đi kế bên Làm Lâm Hân có cảm giác bất an Phía bên ngoài gần cửa động có một đội của quận nào đó đã đợi sẵn muốn thử nước đục thả câu nhân lúc đội khác bắt được địa long trở ra không còn nhiều sức lực sẽ ra tay cướp trong lúc bọn họ đang tâng bốc trí tuệ lẫn nhau về kế hoạch hoàn hảo của mình đã không để ý đến nhóm người đội bảy tới từ đế đô đã tiếp cận hắn ở nụ cười gian xảo lên tiếng rồi thủ đoạn trong cuộc thi nghiêm túc như vậy là không được nha sẽ mất đầu đó với tính cách của hắn nhóm người này khó có kết cục tốt quay lại bên lâm hân sau khi cậu ta nghe tiếng hét của miễu miễu đã lập tức quay lại chạy sang lối đi của cô ấy đồng thời cũng nghe được tiếng kêu cứu của đại điêu đang núp gió ngon lành thì rất nài từ đâu có cái hố lớn rơi xuống chúng cậu ta bằng quy luật nào đó không phải luật hấp dẫn lâm hân đáp đất an toàn chưa kịp ngồi dậy thì cơ khả từ trên cao nhảy xuống bồi cho tấm lưng lâm hân thêm một cú thi xong về bị thoát vị đĩa đệm chắc luôn ăn nguyên cái chảo sao chịu nổi lâm hân cứ thế chảo bọc mép xin lỗi ngô hoàng nhô ra sẽ đứng lên ngay cơ khả vừa nói vừa lấy chân trà mặt lâm hân khiến cậu ta tỉnh lại cô cứ nghỉ ngơi trên người ta đi không vội ở gần đó tiếng cầu cứu của miễu miễu đã đánh thức cậu ta bọn họ đang chật vật chống lại thứ gì đó màu đen nhoi nhúc thấy vậy lâm hân lập tức lên tiếng cơ khả mở đường nghe theo lời lâm hân cô khả dầm một phát lên người cậu ta lao tới hít một hơi thật dài sau đó đốt cháy thứ màu đen đang nhoi nhúc đó nhưng xem ra không có nhiều tác dụng chỉ có thể làm chậm di chuyển của chúng lại một chút thứ này là kiến nham thạch hệ thổ năm sao sinh sống theo bầy đàn số lượng nhiều ít tùy thuộc vào kế hoạch hóa gia đình của bọn chúng do số lượng quá nhiều một mình cơ khả không thể nào đánh hết được liền kêu đại điêu a hổ của cậu đâu đến giúp một tay đi nhưng a hồ lúc nãy đối phó với đám đó đã mệt ngất đi rồi nó nằm đó lộ hai cái trứng cút ra tỏa vẻ bất lực a hồ và bạch tuộc nhỏ đã đến giới hạn rồi chỉ có thể dựa vào mình lâm hân cậu ta nảy ra một ý tưởng gì đó liền bảo cơ cả dùng toàn lực đốt cháy lũ kiến nhận được lệnh đôi mắt của cơ khải đỏ lên ngọn lửa hình phượng hoàng xuất hiện sau lưng đòn toàn lực giải phóng bao trùm toàn bộ lũ kiến có mặt ở đó lửa còn lan ra làm tan băng của miễu miễu và cháy xém lên đầu đại điêu lửa không có tác dụng cậu còn đốt lớn như vậy hai chúng tôi sắp cháy khét đây này đủ rồi đủ rồi cơ hả dừng lửa đi nam lại tới lượt cô lâm hân phát vài năm lại nói sau một tháng đóng cửa tu luyện hôm nay chúng ta sẽ cho bọn họ mở mang tầm mắt tuân lệnh nại nại sẽ cố gắng nhưng vô dụng rồi băng lại sắp tan lại có thêm một nguyên thú hình dạng nữ nhân nữa tiểu lưu hôm nay nhị thúc dạy cho con một bài học cái gì gọi là chậu cung trí chí thức chính là sức mạnh cơ khả và nại nại dồn hết sức mạnh vào cánh tay cùng nhau đấm xuống đất phát ra một luồng ánh sáng cực mạnh làm toàn bộ nổ tung mọi người đều bất ngờ còn có thao tác này nữa sao nam nại giỏi quá phải cổ vũ cô ta nhiều vào từ từ khiến nam nại tự tin lên lâm hân ôm nam nại vào lòng đều là vua của ta chỉ huy tốt cơ khả dẫn dỗi nói nâu ra thì không một chút công lao nào lâm hân liền ôm luôn cơ khả hai bên hai em định cho mỗi em một nháy miểu miểu và đại điêu ghen ăn tức ở tên này trái ôm một cô phải ôm một em nhất định là rất vui rồi nhỉ tiếp tục xem ra chúng ta đang ở tầng thứ hai rồi bây giờ phải tìm được đường đi xuống tầng thứ ba thằng đệ của lâm hân nói lúc nãy nhị thúc rất đẹp trai nguyên thú hình dạng người của nhị thúc có thể cho con mượn dùng không được thôi gặp phải nguyên thú hoang dã nữa thì ta kêu cơ khả nghe theo chỉ huy của ngươi hu 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 thúc đúng là nhị thúc ruột thịt của con cuối cùng cũng tìm được lối đi rồi xem ra động huyệt vốn không có phức tạp bất luận là đi đường nào đều sẽ đi về nơi này vậy chúng ta mau chóng đi xuống dưới đi nhất định có người đang ở phía trước của chúng ta tóm lại mọi người cẩn thận nguyên thú càng về sau nhất định sẽ càng hung tàn cả nhóm đều nhảy xuống đến tầng thứ ba của quỷ vực động tầng thứ ba càng tối hơn rồi cả nhóm phát hiện bên kia có cái gì đó cơ khả muội muội chiếu sáng cho ca ca đi để ca ca làm mẫu cho muội trước dưới ngọn lửa nắng gắt long lanh thỏa thích phơi bày tư thế anh dũng của đại điêu ta nói chưa dứt câu thì khói độc bay tới đại điêu ị sợi dây buộc chặt mắt của ta không thấy gì hết khí độc dẫn tới không tài nào mở mắt được lâm hân ra lệnh cơ khả duy trì việc chiếu sáng chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này miểu miểu đi theo ta chúng ta phải đi lúc này miểu miểu đã trúng phải độc mê hoặc lòng người cô ta không muốn đi mà muốn làm một nháy với lâm hân ngay tại chỗ